Mời hai anh. Chào anh. Vâng, cho tôi ngồi đây chút xíu nha. Vâng, chúng tôi thuộc phòng cảnh sát phòng chống tội phạm trật tự xã hội. Cô là dì của nạn nhân? Dạ em ruột. Ai là người điện thoại báo cho cô biết? Dạ em không biết. Khi anh của em được chuyển đến bệnh viện thì có người gọi cho em đến. Cô còn thân nhân nào khác không? Ngày mai 8 giờ chúng tôi mời cô đến công an phường để chúng tôi làm một số thủ tục. Ba mẹ em ở quê, chỉ có hai anh em học ở thành phố thôi. Ừ. Anh ấy sao rồi? Đã tỉnh chưa? Dạ chưa, chỉ rên thôi. Thôi, vậy cũng được rồi. Ừ. Đây là số điện thoại của tôi. Khi nào cần, cô cứ gọi điện thoại cho chúng tôi nha. Đậu gì mai chúng tôi gặp dạ, cô. Dạ, cảm ơn hai anh. Ở nhà với bà Hùng, Trần có ngoan không? Dạ ngoan chứ mẹ. Ba khiên con ngoan. Ngày nào ba Hùng cũng thưởng kẹo cho con. Ba Hùng còn nói, con ngoan mai mốt ba Hùng sẽ xây cho con một căn nhà bự ơi là bự, có phòng chơi game cho con nữa. Con thích ở nhà bự hả? Con không thích ở nhà mình sao? Ở nhà bự thích hơn chứ mẹ. Ba nói căn nhà bự lắm, đẹp lắm. Chừng đó mẹ khỏi đi làm, ở nhà chơi với con. Rồi ba còn nói gì nữa không? Dạ ba nói khi nào làm có tiền ba sẽ mua một chiếc xe hơi thật to. Cuối tuần ba sẽ chở con với mẹ đi chơi. Nha. Thôi, con ăn cho giỏi đi, mau lớn rồi đi làm nhà báo với mẹ nha. Thôi, con muốn làm nhà báo với mẹ đâu. Con muốn làm công an giống ba Hùng đi bắt cướp. Có súng bắn đùng đùng luôn. Chuyện gì thế?
rồi mày tính sao? Tôi có gọi điện mà đại ca tắt máy. Mày gọi số nào? Cả hai số đều không có tín hiệu. Để tao, tao lấy số khác gọi. Vẫn tắt máy, để tao nhắn tin cho đại ca. Tụi em đang nguy, anh đến gấp. Con đã. Hay là tôi đi ông trốn đi. Mà đi đâu? Tiền không có. Hôm trước đại ca đưa tiền đóng viện phí cho tao với mày. Hết rồi, còn có mấy trăm à? Mà đây sớm muộn gì cũng bị lộ. Nó đã đưa cả chân dung tôi lên báo. Cũng may đầu tôi băng bó nên ở đây không ai nhận ra tôi. Nếu chờ xuất viện tôi nghĩ không ổn. Chắc là có chuyện gì đó. Theo tao nghĩ đại ca không bỏ tao với mày đâu. Tao có ý thế này. Đề nghị thư ký tòa soạn điểm lại những vụ nổi bật trong tuần của báo ta và báo bạn. Dạ. Loạt bài vụ án Nga Điên của báo mình so với các báo khác thì báo mình có nhiều thông tin độc quyền nên được nhiều độc giả đón đọc. Theo thống kê của phòng kỹ thuật thì số lượng độc giả truy cập vào website tăng gần gấp đôi. Trong tuần tới, chúng ta sẽ tung loạt bài do Ngọc Lan và Nguyễn Huy điều tra về nhân vật Nga Điên tại Quảng Ninh. Tôi đã đọc loạt bài này rồi. Lập luận rất là sắc sảo. Tính hấp dẫn rất là cao. À, chị Ngọc Lan, có cần bổ sung gì cho bài viết của mình không? Thưa ban biên tập, loạt bài về Nga Điên là loạt bài có sự điều tra công phu. Đây còn là vấn đề mà xã hội quan tâm. Vì sao cái ác phát sinh? Vì sao tội phạm gia tăng? Vấn đề tội phạm đang bị trẻ hóa ra sao? Loạt bài này sẽ giải đáp tất cả những vấn đề ấy. Tôi nghĩ loạt bài này sẽ tạo tiếng vang cho báo. Các anh chị có ý kiến gì không? Dạ không ạ. À. Tốt quá đúng không? Các ban lưu ý, tập trung các vấn đề an sinh xã hội khác. Các ban giáo dục, kinh tế, việc làm, văn hóa, văn nghệ cần định hướng cho các phóng viên, nâng cao chất lượng các bài viết, chú trọng các giải pháp. Nhiều bài còn nặng về hiện tượng, không có đi sâu vào để phân tích bản chất. Còn một vấn đề nữa, tôi cũng xin nhắc nhở các anh chị em trưởng ban, lưu ý với các phóng viên phải có những bản thảo sạch,
Hiện nay các phóng viên trẻ quá dễ dãi trong việc hành văn, câu què, câu cục, sai ngữ pháp, sai chính tả quá nhiều. Nếu cần, tòa soạn sẽ mở một cuộc hội thảo để các anh chị trao đổi thế nào là một bản thảo sạch, hạn chế thiếu sót trong khâu biên tập. Với những vấn đề nhạy cảm, các trưởng ban cần lưu ý, chúng ta cần nắm chứng cứ cho chắc. Ban thời sự của chị Ngọc Lan cần phải có bài nằm để tránh bị động khi bài bị đổ. Mình không nên sử dụng những bài viết mang tính nhận định của phóng viên, mà cần phải có chứng cứ, phải tính đến chuyện an toàn nữa. Thưa tổng biên tập, nếu làm báo chỉ tính tới chuyện an toàn thì tôi xin phép được nghỉ việc. Báo không có quan điểm, không có chính kiến, không có vấn đề. Mỗi tờ báo đều có nội dung giống nhau, khiến cho độc giả nhàm chán. Đó chính là hệ lụy của sự an toàn. Có thể ý kiến của tôi trái với quan điểm của tổng biên tập, nhưng xin phép cho tôi được nói thẳng nói thật. Hiện nay, các tờ báo đều nhàn nhạt, ngay cả bản thân tôi là một nhà báo, tôi còn thấy lo âu trước những tờ báo không có chính kiến. Đó là sự không tôn trọng độc giả. Tôi không biết trưởng ban thời sự xã hội chỉ đứng trên quan điểm nào để bày tỏ chính kiến của mình. Một trưởng ban quan trọng của tờ báo mà còn phát biểu như vậy á, thì tôi e rằng nó sẽ đi ngược lại lợi ích của tờ báo, đi ngược lại quan điểm chính trị mà một trưởng ban như cô lẽ ra phải nắm vững. Tôi không có ý tranh luận với cô. Chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây. Nếu cô có thắc mắc gì thì lên gặp tôi. Chị đi chung xe với em nha. Dạ. Anh nhớ đi thêm máy đầy đủ nha. Biết rồi. Chị. Mang máy ra luôn. Con ngủ rồi em. Dạ. Em xuống dưới anh bạn với em một chút chuyện. Dạ. Anh định bàn với em về chuyện cái nhà phải không? Em nghĩ kỹ đi. Cả hai vợ chồng cài đến suốt đời, mai ra mới buông nổi. Anh Lê Tuấn đã làm hồ sơ sang tên cho mình rồi. Em biết rồi. Hả? Em nói sao? Em biết rồi à? Mà sao em biết? Thì nhà báo cũng cần phải có nghiệp vụ của riêng mình. Anh tưởng công an các anh thì làm chuyện mờ ám không có ai phát hiện ra sao? Vậy thì anh không giấu em nữa.
anh đã mua đồ dùng, bàn ghế, định gây bất ngờ cho em nhưng... Thôi, mình sẽ được trả góp trong vòng 10 năm. Em thấy không, điều kiện quá thuận lợi, trong tầm tay của hai vợ chồng mình. Anh tính rồi, mình bán căn nhà này đi cũng trả được một nửa. Nửa còn lại mình sẽ trả dần bằng tiền cho thuê mặt bằng. Hai vợ chồng mình vẫn sống khỏe. Anh tưởng rất là chu đáo và tốt cho vợ chồng mình. Anh định bàn với em đi con ngày rồi dọn về ở luôn. Mọi thứ anh đã quyết định hết rồi, còn hỏi ý kiến em làm gì nữa. Có ai cho không cái gì bao giờ đâu. Thời buổi này em không tin có người tốt đến như vậy. Còn đối với Lê Tuấn, một viên kẹo cũng không nên nhận. Sao em cứ định kiến cứng nhắc như vậy? Làm ăn thời buổi này á phải cởi mở. Em cứ cứng nhắc như vậy thì làm sao mà có cơ hội. Anh, em đã nhiều lần nói với anh rồi, em không cần biệt thự xe hơi nhà lầu. Em không cần những thứ mà không phải do chính sức lao động của em làm ra. Em sợ là sợ anh rơi vào cái bẫy của vật chất và danh vọng kìa. Thôi, thôi, em đừng lên lớp anh những điều xáo động đó nữa. Những điều mà em nói lỗi thời lắm rồi. Nếu anh đã quyết định làm theo những ý định của mình thì hỏi em làm gì nữa. Em không có gì để tranh luận với anh hết á. Sài, passport đã chuẩn bị sẵn. Hai anh nhớ làm thay lời chỉ dẫn. Trong suốt thời gian qua bên kia biên giới, các anh không được điện về Việt Nam. Qua Campuchia mấy ngày, bọn tôi mới qua được nước thứ ba. Có người sẽ lo những khâu còn lại, nhanh hay chậm là do bên đó. Tôi chỉ đưa hai anh qua biên giới thôi. Đến khi nào bọn tôi mới được gọi về Việt Nam? Người bên kia sẽ nói cho các anh biết. Nhưng tại Campuchia, các anh tuyệt đối không được gọi về. Nếu có trục trặc, chúng tôi liên lạc với ai? Kể từ giờ phút này, các anh nên đoạn tuyệt với các mối quan hệ để đảm bảo sự an toàn. Mọi chuyện đâu còn có đó. Mày nên suy xét cho thật thấu đáo, đừng hành động nông nổi. Tao chán lắm rồi, việc ở cơ quan thì như vậy, còn về nhà thì không muốn bước chân vào. Đầu óc tao cứ nặng như chị, mày biết không? Tao hiểu, nhưng không nên nóng vội. Hai chuyện dù khác nhau nhưng rất phức tạp. Tao chỉ khuyên mày nên cân nhắc kỹ trước khi quyết định. Tao đã quyết định rồi, không thể thuyết phục ảnh được đâu. Còn thằng Sơn, tao thấy thương thằng bé quá. Ở cái tuổi này, thằng bé đã biết tổn thương khi ba mẹ nó không ở chung. Tao đã phân tích hết lý lẽ, nhưng anh không nghe, không chịu ly dị. Nhưng hòa giải ba lần đều bất thành, không thể thuyết phục anh được nữa. Có lẽ bây giờ anh mê căn nhà quá,
nên không còn bình tĩnh suy nghĩ thấu đáo được. Hay mày cho anh thêm một thời gian nữa đi. Quá sức chịu đựng của tao rồi. Nhưng tao biết mày rất thương anh Hùng và thằng bé. Chẳng lẽ điều đó không níu giữ được? Đó là hai chuyện khác nhau. Tao không chấp nhận chuyện hai vợ chồng nhìn về hai hướng khác nhau. Tao không ân hận vì quyết định của mình. Càng để lâu càng ảnh hưởng đến con. Nếu mà anh Hùng ngoại tình, mèo mỡ, mày chia tay thì tao không cản. Nhưng đằng này với tao, đó là sự dối trá, mất niềm tin. Tao không còn gì để luyến tiếc. Hai anh cứ đi rồi, cảm ơn anh. Dạ chào sếp. Dạ chào sếp. Chào sếp. Chào sếp. Dạ chào sếp. Anh. Anh rất tiếc phải báo với em, loạt bài điều tra về Nga Điên ở Quảng Ninh phải ngưng lại. Tại sao hả anh? Câu hỏi này chỉ có sếp mới trả lời em được. Nói thật, anh rất tiếc. Em phải đi gặp sếp để hỏi cho ra lẽ. Vấn đề không chỉ là công sức, nhưng em phải được một lời giải thích thật rõ ràng. Chào. 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 Chào anh. Chào. Chào. Chào chị Lan. Hôm nay có gì mới không chị? Có. Loạt bài về Nga Điên bị trả lại rồi. Ủa, sao kỳ vậy chị? Hôm trước em nghe nói sếp khen lắm mà. Chị sẽ đòi lại công bằng chính đáng cho chị em mình. Thật sự là em rất thất vọng. Đây là loạt bài em ưng ý nhất từ trước đến nay, lại được làm chung với chị. Chị sẽ không để em thất vọng đâu. Vấn đề không phải công sức, không phải nhuận bút, mà là lòng tự trọng. Dạ, em hiểu chứ. Làm báo kiểu này giết chết sự nhiệt tình hết. Thank you.
Ngày mai anh có việc đi Hà Nội vài ngày. Chú tới gặp Thế Mạnh làm những việc anh dặn nha. Dạ. Nhớ đợi anh đi rồi mới lên gặp nha. Dạ. Mấy việc kia em lo xong hết rồi. Chiều mai em sẽ lên gặp chỗ anh Mạnh. Nhớ. Khéo léo. Thằng này nó khôn lắm. Khôn 3 năm nhưng mà dạy 1 giờ. Em chỉ cần 1 giờ dạy của nó. Chú đừng có chủ quan. Làm từng bước thôi. Dạ, em biết rồi. Anh hay yên tâm. Alo. Vâng, em nghe ạ. Chú có đọc bài báo sáng nay chưa? Dạ rồi. Cũng là bài của nhà báo Ngọc Lan. Viết khá tốt. Phân tích sắc sảo lắm. Chết thật, kiểu này thì nguy quá. Bây giờ tính sao hả anh ai? Chuyện đâu còn có đó. Chiều mai, tân gia nhà sĩ Hùng, anh không dự. Chú mang tới một cái tivi 3D. Nói là cô anh mừng tân gia, nghe chưa? Dạ vâng, để em làm ngay. Còn vụ tung rơm bão lé sao rồi? Dạ, em thu xếp ổn rồi anh. Đang chờ tin báo ở bên kia. Khi nào qua bên đấy, em sẽ báo cho anh ngay. Tốt. Ui. Bài chuyện ra đi hay quá. Sao ông đăng báo mình mà đăng báo bạn vậy? Ủa, ông chơi nhiệm vụ của báo mình hả? Sao đánh thỉ mà để lên công khai vậy? Ủa, ông sợ ban biên tập mẹ cô hả? Còn không tin chuyện hay không? Chia sẻ với đồng nghiệp nữa chứ. Dụng này tôi đang theo sếp Ngọc Lan thôi. Nhưng đang báo mình hay báo bạn là chuyện của sếp. Tôi là đính mà. Ờ, sếp ông tư duy đề tài tốt quá ha. Làm báo vậy mới đã chứ. Như còn mấy kỳ nữa mà đúng không? Hình như sếp ông là chỗ trưởng phòng BC45 phải không? Ở ngay ổ mà mong thông tin khó khăn gì? Cái này không đúng đâu. Thông tin trong bài viết á là thông tin trong chuyến đi Bắc của tôi với chị Ngọc Lan lấy được. Không hề lấy thông tin gì của chồng chị Ngọc Lan đâu. Vợ chồng này ngộ lắm. Ông tưởng vậy thôi chứ làm gì khỏi. Chẳng lẽ sếp lại đi nói ra thông tin này là cho chồng tôi cung cấp. Tôi biết tính của sếp tôi mà. Ít có sếp nào chịu khó đi tác nghiệp trực tiếp giống như chị Ngọc Lan lắm. Hòa, có bộ ông hâm mộ sếp của ta. Hèn chị bả cưng đi đâu cũng lôi theo hết trơn. Các số báo trong tuần của mình dạo này thiếu bài đinh, nên chúng ta phải chạy các bài nằm. Các bạn nên tích cực tìm đề tài để chúng ta không bị động. Loạt bài điều tra của chị Ngọc Lan và anh Nguyễn Huy bị đổ. Tuy nhiên, chị Ngọc Lan lại gửi đăng báo khác mà vẫn đề tên mình. Đó là điều không nên. Đây là quy chế của báo mình. Trước mắt, Ngọc Lan đã vi phạm quy chế. Ban biên tập quyết định đăng hay không đăng là đã lường hết lý do. Vì vậy cái việc mà gửi bài cho báo khác của Ngọc Lan xem như một hành động phản đối ban biên tập. Thưa ban biên tập, tôi không làm điều gì vi phạm quy chế cơ quan. Trong cuộc họp trước, chính tổng biên tập đã là người khen loạt bài này. Tôi không hiểu lý do tại sao bà bị đổ. Bà không đăng cho báo mình. Tôi có quyền gửi các báo khác. Tôi đã nghiên cứu kỹ quy chế, không nghiêm cấm điều này. Việc để tên tác giả là danh chính ngôn thuận. Tôi không có gì gian dối, nên không việc gì tôi phải để bút danh cả. Cuộc họp không phải là nơi cãi nhau. Chị Ngọc Lan đã vi phạm quy chế của báo quá rõ. Tư cách lại là trưởng ban. Sáng nay, ban biên tập đã họp về vấn đề của Ngọc Lan. Ý kiến của ban biên tập là kỷ luật cách chức trưởng ban thời sự xã hội của Ngọc Lan để cho bố trí công việc khác. Mọi người có ý kiến gì nữa không? Dạ không. Dạ không. Nếu không thì giải tán cuộc họp. Thank you.
Mày xỉn lắm rồi đó. Tao không có gì nhỉ? Tao không có bước chân vô nhà. Hình như tao là một người phụ nữ bất tài vô dụng. Tao không làm được tất sự gì cả. Tao thấy mình thừa thải. Tao bị con rồi. Về đi. Chạy cái gì mà say? Cả mày là bản thân của tao mà còn coi thường tao như vậy, chứ còn nói vậy là người khác. Thôi, bỏ đi chị. Xong có phút người có lúc mà. Trong mắt mọi người, chị lúc nào cũng là nhà báo can trường, có phong cách. Em mang của chị đó. Còn em nữa. Em theo chị sẽ có ngày em bị giả lẫn chứ. Ngày mai chị sẽ làm đơn xin nghỉ việc. Thôi nhưng mà chị, chị đừng hành động nông nổi quá. Chắc chắn thì đã sao? Là phóng viên cũng ok mà. Còn quyết định nghỉ việc không phải là vì bị cắt chức, mà là Lộc tự trọng bị xúc phạm. Khi Lộc tự trọng bị xúc phạm thì mày phải để cho nó lên tiếng chứ. Nhưng mày phản ứng như vậy là tiêu cực, như vậy là chống chế người ta, mày hiểu không? Thôi, tao bốc tộc. Mặc kệ đó. Ai chẳng kết cái gì mặc kệ người ta. Tao không có gì phải sợ hết. Tao xin nghỉ để làm phóng viên tự do, có được không? Ừ, được hết. Bây giờ mày về báo tao làm nha. Được chưa, nhé. Tốt với tao như vậy là đủ rồi. Tao không muốn mai mốt mày bị nói tiếng là có một đứa bạn ương ngạnh và không chịu khuất phục như tao. Hay là bây giờ mình đi quán nhậu nhậu đi. Ở đây khó chịu quá à. Tìm chỗ nào thoáng mát đi. Ngột quá nha. Ok. Để mình không phải về nhà. Tao trở về nhà lắm. Nếu mà không có bé Sơn, tao sẽ không về nhà nữa đâu. Rồi rồi, đi quán khác. Không về nhà, không về nhà. Đi. Đây. Ê. Cẩn thận nha. Xin cảm ơn anh. Anh cứ tự nhiên. Chị nhà đẹp quá chùm. Cũng nhân công thân mỹ nha anh. Chào chị. Chào em. Ủa, Ngọc Lan đâu sao không thấy? À, nhà khổ ghê á. Hôm qua cổ có lệnh đi công tác đột xuất, mà mỗi cán đã chuẩn bị xong hết rồi, cho nên là không thể về ngày được. À, chào chào. Dạ, chào. Dạ, chào anh. Dạ. Chào anh. Chào anh chị. Tôi nghiệp ghê nơi gì đó. Ngày trọng đại mà giờ cũng đi công tác nữa. Làm nhà báo khổ vậy. Nhưng mà nhiệm vụ lớn đã hoàn thành rồi. Nhà cao cửa rộng, an cư lạc nghiệp phải thăng hoàng tiến chức à. Dạ, em cảm ơn anh chị. Thôi được rồi, chú lo tiếp khách đi. Để mọi người đi tham quan nhà cái đã. Dạ, dạ xin phép. Mời anh cứ tự nhiên. Dạ, chào chị. Dạ, cảm ơn anh nha. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn anh. Em nghĩ kỹ đi. Cả hai vợ chồng mình cài đã suốt đời, mai ra mới mua nổi. Anh Tuấn đã làm sổ sang tên cho vợ chồng mình rồi. Thôi, thôi. Em đừng lên lớp anh những điều xáo rộng đó nữa. Những điều em nói lỗi thời lắm rồi. Thank you.
chị Ngọc Lan đã vi phạm quy chế của báo quá rõ. Tư cách lại là trưởng ban. Sáng nay ban biên tập đã họp và hỏi ý về vấn đề của Ngọc Lan. Ý kiến của ban biên tập là kỷ luật cách chức trưởng ban thời sự xã hội của Ngọc Lan để chờ bố trí công việc khác. Mày đi đâu mà ghé tao giờ này vậy? Tao có việc đi ngang đây, gọi điện thoại hoài mà mày không nghe máy, cho nên á, chạy qua đây xem thử nè. Chờ chút. Trời đất, đến đây xem thử tao chết chưa hả? Đứa như mày á, thiền lôi đánh còn chưa chết, uống gì ba cái thứ quỷ này. Ê, mà dạo này mày uống bia hoài à, giải quyết được cái gì đâu? Ít ra thì cũng làm cho thần kinh của tao đỡ căng thẳng. Ai cũng có lúc rơi vào trạng thái như vậy, mày phải mạnh mẽ lên chứ. Tối nay anh Hùng đi trực hả? Hôm nay là tân gia căn biệt thự mới của Lê Tuấn đó. Hả? Mày nói làm sao? Mua rồi hả? Bữa trước nghe nói tao tưởng chỉ mới bàn bạc thôi chứ. Mà sao? Trời đất, lẽ ra hai vợ chồng phải bàn với nhau kỹ lắm chứ. Tự anh quyết định hết. Hay nói đúng hơn là anh có hỏi ý kiến của tao, nhưng mà tao không đồng ý. Nhất là căn nhà của Lê Tuấn, mày biết nhân vật này như thế nào mà. Tao đang nghiên cứu hồ sơ của Lê Tuấn, có nhiều thông tin đáng sợ lắm. Vậy mà anh không nghe, anh cứ lao đầu vào. Đúng là khổ thân mày. Vậy giờ mày tính sao? Còn tính sao nữa. Chờ ly dị xong, tao bán căn nhà này cho anh trả nợ. Còn tao và bé Sơn thì thuê chỗ khác ở. Thiệt tình là tao rất là quý anh Hùng. Trước giờ tao thấy ổng làm việc gì cũng cân nhắc rất kỹ. Mà trong khi đó chuyện mua nhà là chuyện lớn chứ đâu phải chuyện nhỏ đâu. Tao cũng đã làm đơn xin nghỉ việc rồi. Tao không biết phải giúp mày như thế nào bây giờ. Nhưng mà thôi, nếu căng thẳng quá, nghỉ ngơi vài ngày cũng được. Công việc từ từ rồi tính nghe. Mày biết tính tao, đã quyết là không thay đổi. Công việc thì không lo, có vài tòa soạn mời tao về cộng tác, nhưng mà tao chỉ thích làm phóng viên tự do thôi. Không việc gì phải vội vàng, xin nghỉ phép vài ngày cho nó khuây khỏa đi. Uống đi, uống với tao đi, tao không tự tử đâu mà lo.